Now you want nail or you want muscle? Oh tell God. Me. They look at that. Yeah, big one, that's oh right. Liên, của Liên nhỏ, đừng bắt ở trên đây, kệ nó. Phúc Lan nghe, đừng có chằn hãng mà tạch hết ra nghe. Té đó nhìn. Để nghe, bỏ nhỏ xuống, lấy tự thôi. Vì nhiều cho nên mình có thể ngưng 5 giây để mình bắt xong rồi mình quay tiếp được không? Đó. Big one, please. Big cái gì? Big có big có nhỏ thôi, để nó nhỏ. I hear what you say, Liên. Camera on. Be careful, Liên. Đó. Tụi em dừng cái tàu ở ngay cái vách của cái núi. Yep. Đâu? Đó. Đó nè. Nặng lắm á. Đâu Ly, nghiêng qua coi. Wow, really big. Dạ, tụi em mới xuống có mấy phút thôi mà nó đã như vậy rồi. Mới có mấy phút mà bây giờ chờ nước xuống để đi bắt con nhum á. Chờ nước xuống một chút là bắt con nhum nha mọi người. Con ốc cầu gai gì đó. Con cầu gai. I have no chance. You want me to turn? Huh? It's okay, baby. Đây này mắt xuống đi. Này mày coi tao nè. Ha, I think you do know a lot fancy and yeah. Now you do something for me. Oh my God. I know. Be the boat a lot on the boat already. You guys slower than him. I know because I saw. Wow. I saw something like have a lamb beater. As what? The lamb. Clam. Yeah, because you know outside, when you see that, I think it's very similar, but I don't know it's exactly or not. Đó. Tụi em đang dừng treo leo giữa cái vách đá để mà luôn. Nhỏ xíu. Cứ kể đi. Có chân quanh đèn đâu nhưng mà nhỏ xíu. Đây là một Thôi đi qua đi. Đi qua đâu? Đi qua cái chùm kia. Just way. Where? We have to very be careful because like who knows how it's okay. Nine, five, just eight. Yeah. The big one. Wow, Liên. Cầu gai nha. Nhum á. Nhum, trời giả mang chưa, mất dạy chưa con ốc kìa. Mất dạy chưa mấy con ốc nó bự kìa. I cannot see any là nhum là Liên. Mày thấy nó bự quá mà mày chửi luôn, mày kỳ quá. Thật, you see that boat? Yeah. Where? You can see the boat? Yeah. Yeah. How come I say no? No, over here. Ốc hả? Ốc mà có con đó nữa. Người ta đang nói con mussel. Nè, mussel here. See? Where? Over here, see? This small one. Oh, here. I take some big one. No, I mean like camera. Here, Nè Linh. Okay, I take one for everybody see. My hand here. Okay. Now you just think about nè. We're in what? 20 feet section here. Imagine if you went. Lynn have to work so hard. Oh, I see. Lynn have to work so hard. Yeah, I don't see nothing. I don't see nothing, no. I tried to take a look, but yeah, no. Yeah, I see now. I see now the big one. Lynn, the big one. I know. Maybe the oh, two for two.
one. Small too small? Yeah, too small. Mm-hmm. Okay. Đúng rồi. You know what they call them here? Horse eggs. Oh, what? These guys, Newfoundlanders, call them horse eggs. Horses. Horse eggs, yeah. Oh. Huh? Yeah. Hoi, 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 đừng. No. Then put your hand in the. Yeah. Wow. Too small. Bỏ cái tay xuống cái đá, tôi chụp hình cho nè. Yeah. Xuống dưới nước á. Không thấy rõ mấy. Nail and muscle. Yeah, nail and muscle. You see my color, dark blue. Mò cua Bắc Nhâm. Cua Bắc Nhâm. Trời ơi. Wow. Yeah, see? More easy than the net. Just dangerous. Yeah, just more dangerous. Wow. Oh, they had the nail on there. Wow. Chắc đủ rồi anh Liên ơi. Không, cái bọn con này. Cái mấy cái con này nó có chút xíu à hà. Mấy bên này nó bự lắm. Chỗ này nó hơi sâu nè. What you do, Lee? It's not easy. You see Lin do and you think it's easy, but I say it's not easy. Watch your hand. There's one right by your hand. Look. No, Lee. No, nó bám cứng lắm. Yeah. Very hard. Yeah, I know. The same muscle. It's not like. You can do it. I don't think so. No, it's enough. You guys eat all the stuff you got now, it's rice. Tự nhiên mình về mình coi mình có dễ lấy ra ăn không? Please, come on, baby, come on, one more, please. Don't let me side. Look at me, no problem. Where? Okay, I pick two more, that's it. Nhưng của bé đâu? No. Oh my god, this really big. Good, honey. Thanks, sir. Cây nào? Cái cây chèo quá hả? Hả? Dạ. Mẹ. To quá, no, just wait, Lin. It's far over there. It's big, but then you have to wait. Lin. No. Yeah, you guys take it out like this. Yeah. Yeah. Nail bự lắm. And come back and change the small wood down. Put the small down the water, and then you eat the big one here. Cá mới quen cũ. Yeah. Right. Yeah. When you have choice, you can do. Đưa cái mặt đây chụp hình cái coi. Ở đây. Hả? Rồi. Liên, của tôi bự lắm nè Liên. I see you have. Có nhìn giống có cái con ấy nữa mà. Con của Hà Bắc cũng bự lắm mà. Over inside here. Wow. I see nail over here bigger than in there. Thôi mình hái cái nail trước đi lần chút mình
mình bỏ xuống bớt bên kia. Đúng rồi, mình lấy cái neo bự đi, mình cây mình ăn đó. Mình làm camera á. Nè. Đó, nước có mùi mà nước nó chảy xuống đó. Ủa trời, con sứa to quá. Quay quá. I don't see nothing over there, baby. Bây giờ là em đang trên đường đi bắt con chim chép. Chim chép biển á, kêu là mussel là con chép chép, chim chép biển. Mussel là con gì ta? Chim chép đúng rồi. Không phải chim chép. Nó có cái tên đàng hoàng. Con lam là con nghêu. Mussel là con gì? Cái này là mình bỏ vô cái này, mình rửa. Đây là thành quả của chúng em chiều nay. Khoảng bao lâu vậy ta? Like Halloween, picking a treat, so. Yeah. Honey, can you turn on the barbecue? Yeah. I do the fish. You want to do fish? Yeah. Right now? Yeah. And do some some steak? Some... I don't need it. I'm going to have mussels yeah. and capelin. Oh, okay. I want you to fry up some totem. Okay. Yeah. Hey, so mình đi này hết bao lâu vậy ta? Tiếng không? Dạ, nửa tiếng à. Đi một tiếng nhưng mà bắt tụi dạ. Trong vòng nửa tiếng là tụi em có ba loại chứ. Mussel nè, là con chim chép hả? Ừ. Chim chép nó dẹp con này vậy. Ai biết cái này là con ốc nè. And then nó giống ốc gạo nhưng mà ốc gạo biển. Nó giống ốc hương, nó bự quá. Hi. Hello, how are you? And đây là con nhum. Nói tôi bây giờ uống rượu nữa nè. Ôi trời ơi. Okay. So good luôn á. Ăn ngon quá đại gia đình mình ơi. Ăn quá ngon luôn. Trời ơi còn rước nữa chứ. Nó rước nữa Út. Tình thương mến thương mà. Trời lạnh lạnh uống miếng xíu. Ăn rồi hưởng thụ cái cảnh mà đi ra biển nữa nè. Ôi trời ơi. Oh my God, này. Cái này gọi giống như là eo biển xanh á. À, đưa cho nó quay đi, so... bạn mình đi. Hả? Look over there. Oh. Út mà tô ăn cá đi. Ăn cá đi. Cá ăn ốc uống rượu đi. I think my last is and she over there have. No. Bây giờ là mấy tụi em ăn. Đi rước câu rồi, đi câu hồi trưa rồi, bây giờ ăn. Ăn ốc. Đó, review nè. Oh, nice. How they eat. Có cần chấm gì không hay khỏi chấm luôn? Mắm gừng nè. Không, có mắm gừng đó đó. Nước muỗng không? Không, phải đâu mắm gừng. Next one. Next one hả? Dạ. Bữa nãy tôi lấy mà ba cái dĩa rồi, Út mà. Tao để chảnh hết rồi. That's neat. What? You guys pulled all that from the ocean. Hey, be careful, Lin. Yeah, no, don't sit on that baby. You're going to tip it all upside down. Yeah. Nhưng mà lục chín quá nó thụt vô hả? Nó? Cái loại này có nhìn ra thấy gì? You try that. Is that kai, Julie? Good. One more. You don't say nothing. Is that one more? Tại ngon quá mà đâu có cả em được. No time to say. Ngon quá không cả em tôi được đâu. Delicious. Ăn thôi. Ngon quá. Mấy bé cứ hưởng thụ, mấy bé cứ ăn đi. Tại đến nguội ăn ngon quá mà uống ăn đi quá. Phải ăn cho nóng. Có sốt sẵn trong đây rồi mà. Mà nó thấp ngon. Đó, cái mâm đồ ăn gì nè, cho nên là mấy bé cứ ăn. Đó. Đồ ăn ngon hay không cũng nhờ nước chấm nữa nha. Mắm gừng. Còn nước mắm này thì chấm cá.